Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Việt Nam Hồng Cường. Bản tin hôm nay của chúng tôi, ngày 30 tháng 3 năm 2021, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đầu tháng 4, lô vaccine COVID-19 đầu tiên của COVAX về Việt Nam. Việt Nam có thể tiên phong về tăng trưởng xanh, phục hồi xanh. Thế mạnh Việt lập kỷ lục, đầu năm thu về gần 4 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long muốn CDC Hoa Kỳ trợ giúp lập hai CDC trung ương của Việt Nam. VinFast khai trương đồng thời 64 đại lý xe điện. Mỗi ngày có hơn 440 doanh nghiệp rời thị trường. Đề xuất đầu tư hai dự án 4.800 tỷ đồng ở Hóc Môn. Bắc Ninh được chính phủ phê duyệt thêm dự án khu công nghiệp 2.800 tỷ. Bamboo Airways được cấp slot bay đến thẳng London từ tháng 5. Nhật, Indonesia sẽ diễn tập tại Biển Đông phản đối Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Đầu tháng 4, lô vaccine COVID-19 đầu tiên của COVAX về Việt Nam. Theo đó, thì lô vaccine đầu tiên gồm 811.200 liều của AstraZeneca do COVAX Facility cung cấp dự kiến đến sân bay nội bài đầu tháng 4. Lô vaccine này sẽ được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bảo quản. Sau đó, Bộ Y tế sẽ điều phối, phân bổ vaccine để tiêm. Giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chia sẻ, COVAX Facility là cơ chế do Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng, UNICEF, Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh, các nhà sản xuất vaccine và các đối tác lập ra, đảm bảo các quốc gia đều được tiếp cận vaccine một cách công bằng và hiệu quả. Trước đó, kế hoạch dự kiến là COVAX sẽ cung cấp 1,37 triệu liều vaccine AstraZeneca tới Việt Nam vào ngày 25 tháng 3. Tuy nhiên, do thiếu nguồn cung, kế hoạch bị điều chỉnh chậm lại. Lô đầu tiên COVAX cung cấp cho Việt Nam chỉ 811.200 liều. Barana Flowers, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam, cho biết do chậm trễ trong sản xuất vaccine COVID-19 được phân phối thông qua COVAX, nên kế hoạch giao hàng dự kiến đến tất cả các quốc gia bị chậm lại, không chỉ riêng Việt Nam. COVAX vẫn cam kết cung cấp đủ cho Việt Nam hơn 4 triệu liều, chia thành các đợt từ nay đến cuối tháng 5. Đến nay, thì các nguồn cung ứng vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam, bao gồm từ hỗ trợ của COVAX và công ty VNVC đặt mua. Dự kiến trong năm nay, Việt Nam sẽ nhận được 60 triệu liều vaccine AstraZeneca, trong đó 30 triệu liều từ COVAX, 30 triệu liều đặt mua. Kế hoạch phân phối 60 triệu liều có thể bị đẩy lùi một phần sang năm 2022. Việt Nam có thể tiên phong về tăng trưởng xanh, phục hồi xanh. Ngày 29 tháng 3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tham vấn các bộ, ngành, cơ quan, các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển về xây dựng chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn năm 2021-2030. Tầm nhìn năm 2045 hướng tới năm 2050, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh năm 2030. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Việt Nam là một trong những quốc gia bị tác động nặng nề bởi biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và gia tăng các yếu tố tác động từ bên ngoài. Mặt khác, Việt Nam đang tiếp tục đà đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chất lượng và hiệu quả, đồng thời đứng giữa ngã rẽ để phục hồi hậu COVID-19 việc chuyển hướng sang kinh tế xanh và tăng trưởng xanh, cập nhật chiến lược tăng trưởng xanh cho phù hợp định hướng phát triển mới của đất nước theo tinh thần nghị quyết đại hội thứ 13 của Đảng. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ năm 2021 đến năm 2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ năm 2021 đến năm 2025 là một lựa chọn tất yếu và là cơ hội lớn để Việt Nam có thể trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh, phục hồi xanh, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới, Bộ trưởng nhấn mạnh. Theo ông, việc xây dựng chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn năm 2021-2030 Tầm nhìn 2045 hướng tới 2050 phù hợp với bối cảnh mới là mục tiêu và ưu tiên cấp thiết giúp Việt Nam đi tắt đón đầu, bắt kịp, tiến cùng vượt lên về một số nội dung chủ yếu của chiến lược, theo ông Lê Việt Anh, vụ trưởng vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh năm 2030 kế thừa có chọn lọc các kết quả của chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn năm 2012 đến năm 2020, hoàn thiện phương pháp luận để định hướng các mục tiêu và lộ trình thực hiện. thế mạnh việc lập kỷ lục, đầu năm thu về gần 4 tỷ USD. Báo cáo mới nhất của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn công bố, tháng 3 năm 2021, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 1.524 tỷ USD. Lũy kế 3 tháng đầu năm nay, thế mạnh Việt Nam này thu 3.944 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 3,7 tỷ USD, tăng 41,5%, lâm sản ngoài gỗ đạt 243 triệu USD, tăng 38,4%. Xuất siêu trên 3,23 tỷ USD, tăng 43,4%. Theo đó, các khách hàng lớn nhất của gỗ và lâm sản xuất khẩu của Việt Nam là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc. Các thị trường này chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản của nước ta. Về mặt nhập khẩu, 3 tháng năm 2021, giá trị nhập khẩu gỗ ước đạt 696 triệu USD, tăng 31% so cùng kỳ. Nguyên do là giá gỗ nguyên liệu những tháng đầu năm tăng, đồng thời nhu cầu nhập khẩu cũng tăng so với cùng kỳ. Báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp cũng nêu rõ, 3 tháng đầu năm nay, ngành này đã trồng 31.498 hectare rừng, bằng 116% so với cùng kỳ năm 2020, tập trung ở một số tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trong được 17,6 triệu cây phân tán các loại, bằng 177% so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài ra, tính đến, đến ngày 23 tháng 3 năm 2021, cả nước đã thu được 825,8 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch thu năm 2021. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long mong muốn CDC Hoa Kỳ trợ giúp thành lập hai CDC trung ương của Việt Nam. Chiều ngày 29 tháng 3, tại Bộ Y tế, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế, đã tiếp và làm việc với ông John Mark Arthur, giám đốc khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, CDC Hoa Kỳ, và ông Matthew Moore, quyền giám đốc quốc gia của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh việc thành lập CDC khu vực Đông Nam Á của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực an ninh y tế. Ông John MacArthur cho hay, nhiệm vụ của CDC khu vực Đông Nam Á không phải là thay thế cho CDC quốc gia, mà làm thế nào để kết nối các hoạt động của CDC khu vực với Bộ Y tế Việt Nam. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, Bộ Y tế Việt Nam ủng hộ các vấn đề mà CDC Hoa Kỳ khu vực Đông Nam Á đưa ra, nhất là vấn đề an ninh y tế. Đồng thời, Bộ trưởng cảm ơn những hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ và CDC Hoa Kỳ cho ngành y tế Việt Nam thời gian qua, khẳng định mạng lưới trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC các địa phương của Việt Nam đã và đang phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch, đặc biệt là trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vừa qua. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đang hoàn thiện hơn nữa hệ thống CDC để đáp ứng tốt và nhanh hơn nữa các dịch bệnh có thể xảy ra trong tương lai. Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ thành lập CDC trung ương đặt tại hai khu vực miền Bắc và miền Nam. Chúng tôi mong muốn CDC Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình thiết lập các CDC trung ương này cả về vấn đề tài chính và kỹ thuật, bộ trưởng nhấn mạnh. VinFast khai trương đồng thời 64 đại lý xe điện VinFast ra mắt 64 trung tâm xe máy điện mới, đạt tổng 182 địa điểm, hướng đến con số 450 showroom kết hợp trải nghiệm VinFast trong năm 2021. 64 showroom kết hợp trung tâm trải nghiệm VinFast mới của VinFast đặt tại 30 tỉnh thành đi vào hoạt động từ ngày 28 tháng 3. Hệ thống showroom này có 3 chức năng chính gồm bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ mỗi trung tâm có diện tích 300 m vuông, tông màu xanh dương chủ đạo, thiết kế tối giản, kỳ vọng giúp khách hàng có không gian trải nghiệm thân thiện và hiện đại. Hệ thống showroom này sẽ được VinFast triển khai và đồng bộ với 3 khu vực chính, trưng bày xe máy điện VinFast, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ của Vingroup và xưởng dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Khu vực trưng bày sẽ gồm toàn bộ giải sản phẩm xe máy điện mà hãng này đang kinh doanh, gồm Theon, Clara, Felice, Ludo và Imbers. Khu vực trải nghiệm có tương tác công nghệ với sản phẩm, dịch vụ của hệ sinh thái VinGroup. Tới đây, khách đến tham quan sẽ được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo AR trên VR như trong buồng lái ảo, trải nghiệm ô tô, du lịch VinBurn, tham quan nhà VinHomes dùng điện thoại VinSmart vân vân. Khu vực xưởng dịch vụ gồm đa dạng trang thiết bị hiện đại theo chuẩn cao nhất của VinFast, được thực hiện bởi các kỹ thuật viên lành nghề. Khách hàng được thay thế phụ tùng chính hãng với mức giá tối ưu nhất. Mỗi ngày có hơn 440 doanh nghiệp rời thị trường. Tổng cục thống kê cho biết, trong quý 1, cả nước có 29.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 14.700 doanh nghiệp quay trở lại, giảm 1,4% và 0,5% so với cùng kỳ năm 2020. Bên quân, mỗi tháng có gần 14.700 doanh nghiệp tham gia thị trường. Với số doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt 447.800 tỷ đồng. Tổng số lao động là 245.600 người. Nếu tính cả 525.300 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đạt 973.100 tỷ đồng. Ngược lại, số doanh nghiệp rời khỏi thị trường, gồm tạm ngưng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể cũng tăng gần 16%, đạt 40.300. Trung bình mỗi tháng có 13.400 doanh nghiệp rút lui, trong đó số tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 28,2%, số đã hoàn tất thủ tục giải thể tăng 26,4%. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I năm 2021 cho thấy 68,6% đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I tốt hơn và ổn định so với cuối năm trước. 85% doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh quý 2 sẽ tốt hơn so với quý 1. Tổng cục thống kê cho rằng khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động trong quý 1. Ngoài ra, một số yếu tố khác có sức ảnh hưởng lớn như nhu cầu thị trường trong nước thấp, khó khăn về tài chính, thiếu nguyên nhiên vật liệu, không chuyển được lao động theo yêu cầu, v.v. Chỉ có 27,8% số doanh nghiệp được hỏi tăng đơn đặt hàng. Tình hình tương tự với đơn đặt hàng xuất khẩu, chỉ có hơn 25% doanh nghiệp có số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn. Đề xuất đầu tư hai dự án 4.800 tỷ đồng ở Hóc Môn Theo đó, dự án cải tạo rạch Hóc Môn đường sông Hành Phan Phan Hớn vốn hơn 4.800 tỷ đồng, được huyện Hóc Môn đề xuất đầu tư để giảm ngập, kẹt xe cho khu vực. Theo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn, dự án cải tạo rạch Hóc Môn dự kiến đầu tư khoảng 1.140 tỷ đồng, trong đó gần 510 tỷ đồng phần xây dựng, còn lại giải phóng mặt bằng với gần 400 hộ dân bị ảnh hưởng. Rạch dài gần 5 km, rộng 4-10 đến 10 m, từ đường Tô Ký đến sông Rạch Tra. Đoạn qua trung tâm huyện hiện sai kiên cố, còn đoạn từ thị trấn Hóc Môn đến sông Rạch Tra, còn bờ đất, đang gia cố tạm, Ngoài dự án này, huyện Hóc Môn cũng đề xuất làm tuyến song hành đường Phan Văn Hấn thay vì nâng cấp đường hiện hữu. Tuyến này dự kiến xây dựng từ quốc lộ 1 đến Vành Đai 3, dài 8,5 km, rộng 30 m. Vốn đầu tư dự án hơn 3.700 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 1.764 tỷ đồng, còn lại bồi thường giải phóng mặt bằng cho 233 hộ dân bị ảnh hưởng nằm ở cửa ngõ tây bắc thành phố Hồ Chí Minh, huyện Hóc Môn rộng gần 110 km vuông, dân số hơn 462.000 người. Trong kế hoạch chuẩn bị xây dựng đề án chuyển một số huyện thành quận hoặc thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Mới được Sở Nội vụ, Trình Ủy ban Nhân dân thành phố, Hóc Môn cùng huyện Bình Chánh và Nhà Bè sẽ thành quận trước năm 2025. Những năm qua, Hóc Môn được đánh giá tốc độ đô thị hóa nhanh, trình độ dân trí, lối sống đô thị ở huyện được hình thành, không khác biệt nhiều so với các quận nội thành. Bắc Ninh được chính phủ phê duyệt thêm dự án khu công nghiệp 2.800 tỷ Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 451 trên quy đề TTG về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ 3, phân khu 2. Theo đó, chính phủ đầu tư 2779,486 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ 3, phân khu 2. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 430 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất của dự án là 208,54 ha tại xã Việt Hùng, xã Phù Lương và xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bên cạnh đó ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin số liệu báo cáo các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật đồng thời bảo đảm triển khai dự án phù hợp với các quy định của pháp luật mặt khác ủy ban nhân dân tỉnh cũng cần chỉ đạo ban quản lý khu công nghiệp bắc ninh và các cơ quan liên quan giám sát đánh giá việc triển khai dự án cũng như phối hợp cùng nhà đầu tư triển khai việc đền bù giải phóng mặt bằng Bamboo Airways được cấp slot bay thẳng đến London từ tháng 5. Theo đó, đại diện Bamboo Airways vừa xác nhận thông tin được Hội đồng sân bay Vương quốc Anh cấp slot bay tại sân bay Heathrow, thủ đô London, Anh từ tháng 5. Cụ thể, Bamboo Airways sẽ được cấp slot bay để khai thác 6 chuyến bay trên một tuần tới sân bay Heathrow, bao gồm slot bay 3 chuyến vào các thứ ba, thứ năm, chủ nhật từ sân bay Heathrow đi sân bay Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh và 3 chuyến đi sân bay Nội Bài Hà Nội vào các thứ hai, thứ tư và thứ bảy. Các chuyến bay sẽ hạ cánh vào lúc 15 giờ 30 và cất cánh vào lúc 17 giờ 40, đón trả khách tại nhà ga số 2 của sân bay Heathrow. Một số ý kiến trong giới quan sát dự đoán Bamboo Airways sẽ khai thác đường bay thẳng từ Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh đến London bằng máy bay Boeing 7879 Dreamliner. Mẫu máy bay chủ lực trong đội tàu thân rộng của hãng. Truyền thông nhận định, sau khi đi vào khai thác, Bamboo Airways sẽ tạm thời không bị cạnh tranh trực tiếp, mặc dù lưu lượng di chuyển tại sân bay Heathrow đã giảm trong thời gian qua vì dịch bệnh, nhưng tiềm năng và triển vọng du lịch nói chung của London, một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới, vẫn khiến các hãng bay tích cực xin phân bổ slot tại đây. Năm ngoái Bamboo Airways từng lên kế hoạch bay thẳng London, Anh và Frankfurt, Đức. Trong quý 1 năm 2021, tuy nhiên, dự định này đã bị hoãn lại do dịch bệnh, buộc các đường bay quốc tế phải tạm thời đóng cửa. Tuy nhiên, đáng lưu ý là trong giai đoạn Covid-19, Bamboo Airways đã thực hiện chuyến bay thẳng đưa đón công dân bằng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner từ Hà Nội đến London. Nhật, Indonesia sẽ diễn tập tại biển Đông phản đối Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi và người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto trong cuộc họp hôm 28 tháng 3 nhất trí hai nước sẽ gửi thông điệp phản đối mạnh mẽ các động thái của Trung Quốc có thể làm leo thang căng thẳng tại Biển Đông, thông cáo cùng ngày cho biết. Bộ trưởng Nobuo cho biết thông điệp phản đối mạnh mẽ bao gồm thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Indonesia cùng một cuộc diễn tập chung của quân đội hai nước ở Biển Đông, song chưa công bố thời gian và địa điểm cụ thể. Thông tin được công bố trong bối cảnh đội tàu hơn 200 chiếc của Trung Quốc neo đậu tại một bãi đá ở khu vực phía nam Biển Đông từ ngày 7 tháng 3. Trung Quốc biện hộ rằng đội tàu của nước này là các tàu cá đang trú lánh thời tiết xấu tại khu vực. Tuy nhiên, Cảnh sát biển Philippines cho biết nhóm tàu này do dân quân biển Trung Quốc điều khiển, neo đậu tại khu vực suốt nhiều ngày mà không hề đánh bắt dù thời tiết thuận lợi philippines sau đó điều chiến hạm tàu cảnh sát biển và máy bay quân sự ra tuần tra khu vực để giám sát các tàu trung quốc cộng đồng quốc tế đang gia tăng quan ngại trước sự hiện diện mà philippines mô tả là mang tính đe dọa của đội tàu trung quốc nhiều nước trong đó có mỹ và australia đã bày tỏ lo ngại trước tình hình căng thẳng mới ở khu vực